Chơi game Free Fire cũng đã 2 năm rưỡi rồi. Đã đến lúc mà mình phải dừng lại rồi các bạn ơi. Ngày nào cũng cắm đầu vào game, mải mê vào game, rồi còn làm được cái gì nữa. Hôm nay thì đã đến lúc xóa game rồi các bạn ơi. Và sẽ không bao giờ mình động đến game nữa. Mọi thứ kết thúc rồi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo. Shop sikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng. Thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với shop sikẹo.vn. Đến với số ác của mình thì anh em thỏa sức quay vòng quay kim cương này, rồi là thử vận may Free Fire, cũng như là bán nick Free Fire liên quân giá rẻ nữa. Hôm nay thì như đã hứa với các bạn, thế nên là kẹo sẽ vào cái ác của kẹo ở trong cái shop để có thể là giúp kim cương tặng cho mọi người. Rồi nha, ok. Đầu tiên thì kẹo sẽ chọn cái gói kim cương cần rút. Đó là kẹo sẽ tặng cho 4 bạn may mắn ngày hôm nay, mỗi bạn là 90 kim cương. Cảm ơn các bạn đã xem hai cái video gần nhất của kẹo, đó là chùm chế độ đặt bom cốt miễn phí và XM8 quái thú cây súng mạnh nhất OB20. Thì mình đang nhập cái ID cho bạn đầu tiên, Tuấn Phạm. ID của em 14745549 63. Em chúc anh ngày càng thành công và sớm đạt 2 triệu sub. Ok, cảm ơn bạn. Thì đây, như vậy là mình đã rút thành công cho Tuấn Phạm nhé. Và bạn tiếp theo sẽ là Thùy Dinh. Ok, ID của em nè là 27044-21-46. Lớp anh nhiều lắm. Rồi nha, cảm ơn bạn đã xem video cũng như là like, chia sẻ video giúp mình. Và comment ID game để nhận thưởng nhé. Đây sẽ là bình luận của bạn Yo Zuka. Chúc kinh anh Sĩ Kẹo ngày càng nhiều người đăng ký nha. Ok, anh cảm ơn em. Thì đây. Ui, đăng nhập game không thành công. Lỗi rồi, chắc là bạn comment nhầm ID rồi. Và đây sẽ là bạn Thanh Nguyễn Thanh. Ok, chúc kênh của anh Kẹo ngày càng phát triển. Ok, anh cảm ơn em nhiều nha. Đây, anh rút kim cương tặng em nè. Ui, đang nhập game không thành công. Lỗi bạn ơi, bạn lại nhập sai cái ID game rồi. Nói chung là lần sau thì anh em để ý nha, thì Kẹo mới nạp tiền vào kim cương của anh em được. Như vậy là ngày hôm nay đã tặng kim cương hai bạn thành công nhá. Mỗi bạn 90 kim cương nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yo anh em thì đã chia sẻ với anh em ở đầu video rồi. Đấy là dạo này thì mình khá là chán game ấy. Các bạn thì OB20 với sự ra mắt của cây súng XM8 thì nó phân biệt skin, phải nói là phân biệt skin nó rất là lớn trong game Free Fire luôn. Tức là nếu như mà anh em có XM8 skin xịn, đó là XM8 skin quái thú, thì các bạn phải gọi là anh em cân ôn luôn kẻ địch ở trong cái bản đồ thế này. Bởi vì là XM8 quái thú nó quá mạnh luôn. Đấy là cái lý do tại sao mà Kẹo nói rằng là đến bây giờ thì game Free Fire nó mất cân bằng bởi skin súng. Tức là game thủ nạp tiền thì sẽ có hời hơn là game thủ không nạp tiền, thì cày nó rất là khó, đặc biệt là một cái dòng game sinh tồn thế này. Và đây, khi mà phiên bản OB20 chính thức được ra mắt, tức là bản mà anh em đang chơi bây giờ đây, thì XM8 nó đã thay đổi cái chỉ số tốc độ bắn, khiến cho bây giờ XM8 thì bắn, nếu mà anh em có skin quái thú bắn cực mạnh luôn. Đấy lý do tại sao mà dạo này thì Kẹo nói là Free Fire nó mất cân bằng game. Và đây cũng là một trong những cái lý do mà Kẹo muốn xóa game. Thật sự luôn, rõ ràng là một cái sự phân biệt skin nó rất là lớn đến từ nhà phát hành. Đấy, anh em thấy không ạ? Nên là mình chán game là như vậy. Nhưng mà thôi, cơ bản thì Kẹo giỡn với anh em xíu thôi. Chứ còn là xóa game thì chắc là không. Đơn giản thì Kẹo là một cái người chơi mà đã gắn bó với game Free Fire từ phiên bản OBT2. Từ những cái ngày mà game Free Fire chập chững phát triển tại Việt Nam thì mình cũng đã chơi nó cùng với một số anh em đầu tiên, đó là M-Mobile này, rồi là Starboy VN cũng như là PNV nữa, thì cũng đã góp phần xây dựng cái game Free Fire này. Nhưng mà dạo gần đây thì mình khá là chán, bởi vì là anh em tương tác bên kênh của Sĩ Kẹo rất là thấp. Thì mong rằng là anh em xem được cái video này và anh em nghe được những cái lời mà Kẹo muốn nhắn gửi với các bạn. Đấy là các bạn có thể là nhấn nút like, các bạn chia sẻ cho video giúp mình. Và anh em ơi, bạn nào muốn nhận kim cương miễn phí từ Kẹo thì các bạn có thể là hãy comment cái ID game và Kẹo sẽ tặng kim cương vào tài khoản cho các bạn nhé. Nói chung thì Kẹo cũng chẳng có nhiều tiền để tặng cho anh em đâu, chẳng qua là những cái món quà về giá trị tinh thần thôi. Tức là một ngày có thể là mình bỏ ra 80.000 đến 100.000 mình tặng các bạn thôi. Đấy là tặng kim cương cho một vài bạn vậy thôi. Cảm ơn anh em. Đấy là cái sự tri ân của Kẹo đối với cái người xem trên kênh của mình nhá.
cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, nãy giờ là tôi chỉ chuyên cảm ơn anh em thôi. Thì như kẹo đã nói vừa rồi, các bạn có thể là comment đi game và kẹo sẽ gửi tặng kim cương cho mọi người nhá. Rồi ok, tình hình hiện tại của đảo quân sự cũng như là đảo thiên đường thì kiếm XM8 khá là khó. Đối với đảo sa mạc đấu thường thì kẹo không nói, XM8 kiếm rất dễ luôn. Đây khổ không, hiện tại thì mình đang dùng combo đó là Famat với lại MP40 nhá. Trước khi mà OB20 xuất hiện thì XM8 anh em không thèm xài. Bây giờ anh em gọi là chạy cả mát đi tìm XM8 nên là kiếm nó cũng hơi khó. Hầu như là có cây XM8 nào là địch nó lượm hết rồi, nên là anh em kiếm phải nói là cực kỳ khó luôn. Nhiều lúc là chạy cả mát từ đầu trận đến cuối trận mà không thấy này. À, thật kia, mày tính trốn đâu hả em ơi? Có tin là anh chạy xuống anh vả chú luôn không vậy? Ui, nó bắn mình kìa. Không trúng nha. Vào kiếm thêm ơi, này này, này, đậu xanh này vỡ đầu chưa? Buồn chưa? Lần sau nhá, lần sau là né mặt anh ra nghe không? Đấy, khổ thân thằng bé. Cơ bản chắc là nó không nhìn thấy mình mặc bộ siêu nhân à? Đậu xanh. Siêu nhân thì chơi game phải gấu chứ nhỉ? Đây, rất nhiều bom keo luôn. Và kẹo tranh thủ lượm thêm nha mọi người. Quá là ngon luôn. Hiện tại thì mình có tận 10 trái bom keo cơ. Thế này thì lo gì thiếu bom keo nữa phải không nào? Rồi nha, let's go và theo chân kẹo, chúng ta sẽ cùng đi săn mạ nhé. Hôm nay thì chỉ tiêu vẫn như mọi ngày, đó là kẹo sẽ cố gắng kiếm tầm khoảng là chục kill top 1. Chứ thật ra thì kẹo cũng chẳng cần nhiều kill đâu. Đây, let's go nào. À, phía này. Đây, có người dưới anh em ơi. À đủ, né xe luôn hả? Hay quá nhỉ, khá quá nhỉ. Đùa nhau này. Xong chưa em ơi. Thế là ngon lành nhá, kẹo của Nam Q nhá. Rồi nha, nói chung là anh em hãy cứ bình tĩnh. Đây ok, chắc là mình ra xe luôn nhở. Let's go. Hôm nay thì đây, mình mặc bộ siêu nhân là khá là tự tin luôn. À, mình không sợ thằng nào hết cả. Xem nào mọi người, cùng theo chân kẹo và chúng ta đi kiếm Q thôi. Hello, trên này thì có ai không vậy? Chắc là mình lại lận lờ lên cổng trời thôi. Bởi vì là ở khu dưới này thì rất là vắng và kiếm người thì không thấy ai cả. Đấy, anh em chán ghê không? Nhiều khi là các bạn đi săn mạng nhưng mà lại không thấy người đúng không nào? Thì đây, phía trước mặt chúng ta là thính luôn và mong rằng sẽ có người. À, đây rồi. Ui dồi, thằng này nó ngáo mẹ rồi. Cái kiểu này là kiểu ngáo nặng rồi, tai nạn xe luôn, quá buồn. Chia buồn với bạn nha. Ok, rất nhiều bom keo luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Và đây mọi người ơi, ra xe nào, chiến thôi. Rồi ok, mình đang chạy rất là sát so với cái vùng đen G này. À, ok. Chơi game sung sức lên nào, nãy giờ mới có 6 kill à. Hôm nay là chơi chất hơn mọi hôm đi. Tức là không phải 10 kill nữa, mình sẽ kiếm tầm khoảng mười mấy kill luôn cho nó gấu nhá. Và chắc là lại quay trở lại cổng trời đây rồi, phía trên có nghe một đứa nè. Đấy hả em ơi, né nổi không em? Úi dồi ôi, làm gì đấy hả em ơi? Tuổi gì? Và xong luôn 7 kill, quá tuyệt vời luôn. Rồi nha, ok, vẫn là combo Famat với lại MP40. Ai, còn chưa kiếm được XM8 nữa mà. Nhưng mà thôi, không sao anh em ơi, bên dưới đang bắn nhau rất là gấu nhá. Hóng nào, đấy phải không? À thế thôi. Ui, vãi hàng, phía sau có người này. Yes, headshot và quá hay luôn. Tuyệt vời mạng thứ 8. À đù, ở dưới kia chúng nó vẫn đang bắn nhau kìa. Hay quá nhở, khá quá nhở. Chạy qua đây, vả luôn nào anh em. Đây rồi, ui, nó lại vào nhà. Hơi khó sơi thằng bé này đấy. Ra đây em ơi. Ra đây em. À đù, thật nữa hả? Này, rượu bom keo. Nhanh tay quá đấy em ạ. Ok. Anh cho các chú thời gian rượu bom keo luôn. Anh lại phải xoắn cơ. Nào, ra đây em ơi. À đù. Đúng rồi, chạy lên, hay lắm. Này, đậu xanh này. À, lại ra sau bom keo hả? Ra đây em. Đùa nhau này. Úi dồi. Yes, hay luôn. 9 kill, vỗ tay anh em. Quá là điều bình thường. Đây, tầm này thì lấy xe chạy xuống để lượm xác cho nó thôi. Quá là ngon. Ok. Nhẹ nhàng. Đấy, hôm nay là tôi chơi game hơi bị sung thôi nha. Mở nhạc sung remix chơi game cho nó sung luôn, đúng không? Đừng đùa với kẹo nhá. Tầm này thì tổng tất cả số lượng người chơi trong vài đấu này còn lại là 10 người chơi. Oh,
cơ hội top 1 của kẹo đã lên là 10% rồi nhá. Uầy, anh em kêu nhau rất là nhanh luôn. Và còn 9 giết 9. Uầy, M8 này. Phê không tưởng, không phê mà lại phê không tưởng luôn. Rồi nhá, ở đây thì có thêm cả băng đạn đôi nữa. Quá là good game. Rồi nhá mọi người, đủ đậu xanh. Đây từ từ nào anh em nào. Uầy, vứt bớt mấy cái trạng bị thừa đi. Đó. Sao nào mọi người, mình sẽ quay trở lại đây coi. Không còn hòm sắt nữa hả? Mình tưởng là vẫn đang còn chứ. À, thì ra là hòm sắt nó ngay phía trên. Thôi lấy tạm cái chảo cũng được. Cơ bản thì chảo nó đỡ đạn rất là tốt. Đấy, thi thoảng lấy chảo xem không. Tôi cầm tay mà tôi còn vụt né được cả đạn cơ mà, anh em đừng đùa nhá. Rồi ok, 8 thằng nữa, háo nào. Combo phải nói là vô cùng tuyệt hảo luôn. XM8, MP40 này. Hai skin súng cực kỳ là mạnh. Quái thú vào đây sẽ là MP40 cơ khí nhá. Anh em thấy gấu chưa? Anh em thấy kẹo đã đủ gấu chưa nhỉ? Vậy thì không mau like và chia sẻ video để ủng hộ cho kẹo nhá. Và anh em ơi, coi mẹ đi game, nhận kim cương miễn phí từ kẹo nhá. Trưa mai thì sẽ lên video để tặng kim cương cho anh em nữa nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và đủ đậu xanh, chuẩn bị tiến lên phía trước nào. Cũng như là anh em ơi, các bạn có nhu cầu mua ác thì các bạn có thể là đến với shopsikeo.vn nhé. Thử vận may thì ác mình đang để cái tỷ lệ trúng cực kỳ cao cho mọi người nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đủ 7 người chơi hả? Đào đâu ra người chơi đây? Không có. Cay cú thật sự. Đây anh em, và mình đang tiến qua phía xưởng cơ khí vẫn chưa có ai luôn. Thế này sao chán thế? Chán như này chơi gì? Dầu nha, ok, lại thêm tùy máu, 9 tùy máu rồi. Quá là ngon. Nào, phía dưới này có ai không vậy? Hello mọi người. Và anh em ơi. Ui, kẹo chạy ra tầm này nhưng mà vẫn chưa thấy ai nữa đấy. Ơi, chắn quá. Háo nào anh em. Ui, ở đây có người hả? Vác cái chợ này có người này. Rồi nha, chạy đâu hả em ơi? Úi dồi, solo với X18 hả? Đùa nhau, chú tuổi gì solo với X18 hả? Nhưng mà thật sự là tình huống cũng đang rất là căng. Kẹo tranh thủ quần mặc với đã. Anh em thấy căng không? Bạn nào lại bảo không căng nữa thì vãi cả trường. Giờ đây mọi người, đó, lại thêm trang bị súng và chúng ta có tận 12 trái bóng keo. Quá là ngon luôn. Rồi nha, ok. Máu thì đầy đủ. Đây, mình sẽ chạy qua chỗ này. Không biết là còn ai không nhở? Đủ. Đảo đâu ra người bây giờ nhở? Chắc là hết rồi. Thôi thì qua lượm sát nó cũng được. Đấy, cứ qua lượm sát nó xem là còn đồ gì ngon không thì kẹo hốt luôn chứ có gì đâu. Ui, tay súng 3 này đã không anh em ơi. Hình như là hết trang bị súng rồi. Và kẹo có thêm một khẩu pháo cầm tay nữa. Bom keo thì đang rất là nhiều nha mọi người. Nên là tầm này thì không lượm thêm được bom keo nữa ấy. Được rồi, 5 người chơi nữa. Đây, let's go nào mọi người. Đủ. Trong xưởng này không biết là có ai không đây? Trong xưởng có ai không? Hello các bạn nhá. Có bạn nào trong xưởng không? Quay đây solo với kẹo nè. Đấy là kẹo gọi chơi thế thôi. Chứ còn là chơi game thì... đủ. Lag hả? Thằng này nó bị lag này. Quá vả nó luôn. Chơi game thì sao mà anh em có thể gọi là giao tiếp với kẻ địch được. Đậu xanh đứng lại. Yes. Quá đã, 11 kill. Tuyệt vời luôn, vào bóng keo đi rồi nhá. Đây, 14 trái bóng keo. Anh em thấy như này đã đủ gấu chưa nhỉ? Ui, phía trước có người này. Tôi nghĩ chắc chắn là có người luôn. Đơn giản là nó gọi drone thính mà. Vãi cả trưởng. Đúng anh em ơi. Vãi hàng. Ui, sợ thật. Cái này là gặp phải dân chơi đúp rồi anh em ơi. Vãi câu cả liệu súng luôn. Đùa nhau càng thế. Bình tĩnh thôi bạn ơi, càng thế sao kẹo chơi. Rồi ok. Ui, lại liệu này. Vâng, full liệu luôn. Sợ thật. Đừng nha bạn ơi. Ai lại chơi thế? Vãi thật sự luôn, bên hông lại có người này. Thôi xong rồi. Tầm này kẹo trở thành nhân bánh kẹp thịt rồi anh em ơi. Đậu xanh. Càng vậy. Rồi nha, ok. Trên này hả? Mày ra đây. Một đứa trên tròi, một đứa ngay phía sau hông luôn. Vãi nhở. Trông quả bóng kẹo này hở quá anh em ơi, dựng lại. Rồi nhá. Đây, tầm này thì bo chuẩn bị thu lại rồi. Phải nói là rất là căng luôn. Test thử anh em ơi. Ui, kẹo bắn pháo cầm tay thì hơi phế. Thằng bé này. Chạy xuống hả em ơi. Này chạy nổ không em? Úi dồi. Vâng, dựng bóng keo rất là nhanh luôn. Rồi nhá, ok. Này, thích dựng bóng keo không hả em ơi?
Thôi và mình đứng tạm ở đây. Đấy, giữ một kèo đứng tạm đây đã. Cơ bản là sợ thằng trên tròi xuống vãi trưởng. Xuống đây em ơi, xuống đây anh cầm XM8 anh vả cho sấp mặt luôn nhá. Nãy giờ cứ đứng cấu rỉa mình, cay cú thật, xuống đây. Đúng rồi đấy. Úi dồi, sao không đơn giản thôi mà. Tầm này thì kẹo vẫn còn tận 5 trái bóng keo cơ. Nên là vẫn cứ tự tin mà chơi game thôi. Không việc gì phải xoắn quầy cả. Còn lại hai đứa nhá. Tầm này còn lại hai đứa thôi. Ui, đang rất là căng rồi, rất là nóng rồi. Anh em ơi, tiếp thêm động lực tốt một cho kẹo một cách là anh em nhấn like video giúp kẹo nha anh em ơi. Và cho kẹo một lượt chia sẻ nào. Let's go vào phía trong nào. Ui, đậu xanh. Sợ bóng keo căng vậy. Ba trưởng. À đủ, làm sao. Ui, còn lại hai trái bóng keo này. Ui, phải nói là thật sự căng luôn này. Ra đây em ơi. Ra đây thích cấu gì à không em. Đậu xanh này, cay cú với nó vã anh em. Đây, năm trái lựu này. Rồi nha, no lựu đạn em ơi. No lựu nha em ơi, chạy nổi không em. Yes, chết vì lựu đạn. À, lại còn thằng bé đặt tên Hàn Quốc nữa cả. Tôi lại sợ ông quá. Rồi ok mọi người. Tầm này thì sẽ là cuộc chiến solo 1v1 giữa kẹo và thanh niên cuối cùng rồi nhá. Cơ hội top 1 50-50. Căng không anh em. Wow. Và trận ngày hôm nay kẹo có tận 13 kill rồi. Nếu mà giết thêm thằng nữa là kill thứ 14 luôn. Hóng thôi anh em ơi, riêng kẹo thì kẹo chưa thấy nó đâu cả. Nào. Và vòng boy tiếp theo sẽ thu tại vị trí này luôn nhá. Let's go lên trên nào anh em ơi. Ui, vãi cả trưởng. Sao có cây luôn, thật sự là không ngờ này. Một trái liệu cuối cùng này. Trận đấu hải em ơi. À đủ qua bên này nữa hả. Rồi ok, mình sẽ quần mọc đã. Bất ngờ quá, pha này bất ngờ đây là kẹo xử lý không kịp. A đủ, làm sao hả em ơi. Tuổi gì em ơi, này, lên đây em. A đủ, lên đây. Yes, 14 kill top 1 luôn. Bỏ nha, quá đã luôn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và anh em ơi, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé. Các bạn nhớ like cũng như là chia sẻ video giúp kẹo nha. Bye bye.